đại, vô cùng, vô tận, vô biên, không thể nào diễn tả được nổi về chân như của tự tánh. Chỉ có cái tuệ đó, đó, cái tuệ ở trong cái tự tánh đó, đó thì mới đủ sức có thể nói là thấu hiểu được một, thấu hiểu được cái vô tận vô cùng của tự tánh Như Lai. Chứ còn như mình nói dự từ mình hiểu theo cái kiểu tâm thức là mình không có cửa nào, mình không có cách nào hết đó, và mình không có đủ cái tầm để có thể hiểu được những cái điều như vậy. Một cái điểm cực vi ở bất kỳ cái chỗ nào trong hư không này, nó cũng đều trùm khắp cả pháp giới này. Đó, hồi mình thấy tới cái chỗ đó rồi, mình thấy thiệt là đúng là không có cao, không thấp, không lớn, không nhỏ, không trong, không ngoài, không đoạn giữa thiệt luôn đó. Cho nên ở đây cũng nói giống giống cái kiểu đó vậy, kiểu mà chân như tự tánh nó trùm khắp mà. Chân như nó tràn đầy khắp cả pháp giới. Ví chân như hồi hướng trong một cái sát na cũng trùm khắp pháp giới. Đây là Đức Phật dụng từ sát na là đã nhỏ lắm theo cái hiểu của mình từ trước tới giờ. Nhưng mà quý vị mà nhọc trong chân như tự tánh đó, thì thấy cái cực nhỏ. Ngày sáng mình nói nó nhỏ bằng một cái sát na mà còn chia là một tỷ lũy thừa tỷ nữa, nó nhỏ như vậy. Nhưng mà mình phải có cái, phải thấy tới cái tận cùng nhỏ nhất nhất nguyên sơ khởi nguồn để bắt đầu hình thành dần dần thành vật chất đó. Chỗ đó thì chưa thành vật chất, nó xa lắm mới có thể thành vật chất. Xa lắm, xa xăm lắm, hàng tỷ 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 năm gì nó mới thành cái vật chất như cái mắt mà mình có thể thấy được một cái hạt cực nhỏ, cái lân hư trần rồi đó. Thì trải qua nhiều tỷ 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 năm rồi. Chứ còn nếu mà nói ở chỗ mà tận nguồn để khởi sanh vật chất thì tâm thức mình không thấy nổi đâu. Tâm thức không thấy nổi. Hoàn toàn phải vượt ra ngoài tâm thức, tức là tâm thức chết, sử dụng từ chết thẳng này chứ không phải là vượt ra ngoài nữa. Nó không phải là cái thấy của cái thân tâm ngũ uẩn này mà thấy được cái khởi nguồn của vật chất đâu, không thấy nổi đâu. Cho nên nó nhiều khi mình dùng cái từ là mình vượt qua tưởng ấm rồi, rồi tới phải thấy được nổi tới cái hành ấm á. Rồi thấy tới cái thức ấm, hành ấm, thức ấm, thấy vậy chứ nó cũng còn rất là thô. Vượt qua khỏi cái hành ấm, thức ấm, tức là vượt qua hết những cái tầng của tâm thức rồi, tới những cái tầng sâu, thật là sâu ở bên trong mà chưa có hình thành cái nguyên sơ ban đầu của vật chất. Khi mà nó hình thành cái nguyên sơ ban đầu của vật chất đó đó, nhỏ nhiệm cực nhỏ bằng một phần tỷ lũy thừa tỷ của một sát na, thì lúc đó tâm thức cũng chưa có nhận thức nổi, cho tới khi mà nó đi ra ngoài xa, thiệt là xa ở ngoài, trả ra hàng tỷ 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 kiếp xa ở ngoài này rồi á, cho tới khi mà tâm thức có thể nhận biết được á, là xa lắm, xa lắm. Như cái mà bây giờ tâm thức mình nhận biết được cái hạt cực vi cực nhỏ, hạt quát, hạt này nọ kia là xa lắm rồi, ở ngoài rồi. Thành ra cái thấy biết ở cái tự tánh nó sâu lắm. Nó tâm thức loài người của mình nó còn nông cạn lắm, nó còn ở bề ngoài lắm. Cho nên dù có phát triển khoa học gì, nó chỉ là một cái gì đó nông cạn bề ngoài. Tôi có những cái thấy mà tôi nghĩ là không biết có thực hiện trong đời này, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện thử chơi để mình có thể sử dụng ánh sáng mà không phải xài điện này nữa. Tôi cũng có cái vọng tưởng đó đó. Tại vì qua cái thấy của mình trong cái kỳ này, mình thấy tới cái tầng ánh sáng nó không phải là điện, cái tầng ánh sáng nó không phải là điện. Mà cái đó tôi nghĩ là tại vì nó vượt ra ngoài tâm thức rồi, mà bây giờ mà nếu mà đem lôi nó ra tới một cái tầng ngoài tâm thức để không có thể chấp nhận được, thì nó sẽ biến thành một cái loại vật chất. Mà vật chất đó được chế bằng một cái loại máy gì, chứ còn không phải như cái loại máy móc bây giờ chế được cái loại vật chất đó để mà tạo thành một cái loại ánh sáng mà mình có thể dùng xài mà không có cần cái điện này đâu. Thì đó là cái chuyện dài lâu của khoa học, chưa biết là cái khả năng tiến hóa của loài người tới đâu.
mình có thể được kết hợp hay không thì cái chuyện đó là cái chuyện của tương lai. Rồi mình thấy rõ ràng là đây dùng cái từ là một cái trong một cái sát na mà có khả năng thấy được khắp pháp giới thì sát na nó vẫn còn là một cái gì nó thô bên ngoài lắm, không có nói hết được. Ví như chân sư thường trụ vô tận, thiện căn hồi hướng cũng vô tận. Chân như thì đúng là vô tận vô biên thiệt á, không có dùng ngôn ngữ nào nói hết nổi rồi. Ví như chân như không có đối tượng, thiện căn hồi hướng nhiếp khắp viên mãn tất cả Phật pháp cũng không có đối tượng. Đúng là chân như không có đối tượng nào so sánh được, không thể nào có cái đối nào hết, không có cái gì đối được với cái chân như của tự tánh, không có ví dụ được, không có so sánh được. Nói hư không nhưng mà thật sự hư không không có đáng để có thể so sánh nữa trong chân như tự tánh. Nhưng thiệt cái hư không này trong chân như nó có giống như một cái hòn bọt một chút xíu giữa cái biển mênh mông rồi đó. So sánh đâu có được đâu. Bây giờ rõ ràng là với cái nhìn của mình hư không nó ghê gớm lắm đúng không? Nó là một cái gì nó mênh mông, nó rộng khắp kinh khủng đó. Nhưng mà nhập trong chân như tự tánh thấy hư không như xíu. Nó nhỏ xíu à. Nó như cái hòn bọt giữa một cái biển mênh mông vậy đó. Cho nên đúng là chân như tự tánh không có cái gì có thể đối được hết á, không có cái gì có thể so sánh được. Chân như tự tánh không bị phá hoại, thiện căn hồi hướng không thể phá hoại được. Không thể phá hoại được. Không cái gì có thể phá hoại được một cái thôi mình nói hạt cát đi. Mình đang nói ở tầng ngoài chơi đi thì mình nói hạt cát đi. Hạt cát cũng không có gì phá hoại được, có gì có tưởng. Mình có thể mình dùng cái máy để mình nghiền hạt cát ra là hàng ngàn mảnh vụn, rồi là nghiền nữa cho tới hàng triệu mảnh cho nó biến mất theo cái nhìn của cái gọi là cái căn trần của mình, hoặc là nhìn của một cái loại máy móc cực vi để mà mày nghiền cho mày biến thành hư không đi. Chúng ta hiểu lầm rồi, tức là mình hiểu lầm theo cái nghĩa của cái tướng của mình á. Cái hạt cát đó đó quý vị không có tưởng nổi là nó chia đó. Bây giờ cho mày nghiền tới hàng tỷ lần, nghiền thêm hàng tỷ lần, nghiền thêm hàng tỷ lần cho tới hàng tỷ lần nữa. Thì cái hạt cực nhỏ đó đó, nó là một cái gì nó rực sáng tràn ngọc của các pháp giới đó nè. Và nó có khả năng biến hiện với tất cả các cái ở trong cái vũ trụ mênh mông này nè. Nó không phải nó thành hình là nó thành một cái chiếc lá nhỏ lớn lên từ từ, nó không phải như vậy đâu. Rồi tất cả những cái vật thể trong cái cảnh giới của tự tánh đó, những cái vật mà chi chít nhỏ nhiệm á, mình nói đó, có khả năng nó thành hình một quả địa cầu chưa có bằng một cái chớp mắt của mình nữa. Mình tưởng là một quả địa cầu nó hình thành lâu lắm đúng không? Lâu đó, không phải. Đó là cái điều kỳ diệu ở trong cảnh giới của tự tánh. Tức là anh biến cái muốn thành một cái hành tinh, cái rẹt cái là thành một hàng tỷ cái hành tinh. Tức là một cái hạt cực vi đó đó. Một cái hạt cực vi mà như nãy mình nói là, ví dụ như hạt bụi mình thấy thì chia là hàng tỷ lần, rồi chia làm hàng tỷ lần, lấy một hàng tỷ nó chia làm hàng tỷ, lấy một hàng tỷ nhỏ nó chia làm hàng tỷ, lấy một hàng tỷ nhỏ nó chia làm hàng tỷ nữa. Thì cái hạt tỷ mà nhỏ nhất đó đó, và bỗng chốc nó biến thành 8 triệu cái quả địa cầu của mình liền ngay tức khắc, quý vị tin nữa không? Không có tin nổi đâu, mình cái đầu mình không có tin nổi cái chuyện này đâu, nhưng mà đó là sự thật á. Đó là sự thật của cái sự biến hiện ở trong cái chân trời tự tánh á. Và nó hình thành chúng sanh nữa, cái chủng loại nào nó kinh khủng lắm. Cho nên không có cái vật gì mất, không có cái gì mất ở trong cái tự tánh mênh mông này. Bây giờ mình không nói trong cái vũ trụ nữa, mà phải nói là ở trong chân trời tự tánh mình đang nói ở trong đây. Thì không có cái gì mất hết. Mọi cái đều biến thiên vô cùng vô tận, mà mình không bao giờ mình tưởng nổi bằng cái đầu của loài người của mình. Muốn thành hình cái gì, muốn thành hình ở đâu, muốn thành hình ra làm sao, thì liền thành hình như vậy trong chưa đầy một phần triệu của một sát na tâm. Kinh khủng như vậy đó. Cho nên diễn tả không có được, không có thể nói được. Tức là ở trong đó rồi mình mới thấy rõ ràng, ủa sao cái vũ trụ này nó nhỏ quá. Cái vũ trụ này nó nhỏ giống như nãy mình nói là chỉ là một cái chân của dòng mũi mà nó chấm xuống một cái biển mênh mông vậy đó. Cái vũ trụ mà đang có, đang biết của cái loài người của mình á,
bằng tất cả những cái diễn vọng kiến mà họ thấy được, những giải ngân hà, giải cái thiên hà này nọ rồi kia, mà mình lâu nay mình hiểu theo cái hiểu của khoa học diễn tả thì đó y như một cái giọt nước trong cái chân của con kiến đang chấm xuống đại dương vậy đó, chiêu chiêu vậy đó. Còn ở trong chân trời thì đánh cái ghê gớm như đó, cái mức độ mà mình bây giờ diễn tả mà cái đầu cái loài người diễn tả nổi, không bao giờ diễn tả nổi sự mênh mông vĩ đại cùng khắp quê, không bao giờ nói được cái câu gì, cái lời gì được hết đó. Nhưng mà nó đầy ở hư không vũ trụ là tất cả mọi thứ đều có khả năng biến hiện đó hết á. Trong tất cả các hạt cát mình đi dưới chân này nè, nó đều biến hiện vậy được hết luôn á. Quý vị đừng có tưởng là những cái mà vật mà dưới đất, dưới chân của mình là không có khả năng, đó là chúng ta sai. Ở đây mình muốn nói là tất cả mọi thứ trong cái vũ trụ này đều có khả năng biến hiện vô cùng, vô tận, vô biên mà mình không bao giờ mình tính kể nổi. Chứ không phải đợi ở trong tự tánh, không phải nha. Nói vậy cái mình tưởng tượng là ở trong tự tánh nó mới có chuyện đó, nó không phải, tức là cái gì nó cũng là tự tánh. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta đang thấy, đang biết ở đây, tất cả những cái này nó đều có khả năng biến hiện vô cùng, vô tận, vô biên, không bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng nổi đâu. Cho nên những cái mà thì con người ta không biết chấp chi mà nó có một chút xíu thì tôi không hiểu nổi luôn, phá cái đó đi rồi mới thấy cái chuyện mênh mông vĩ đại của cái cái chân trời thượng thánh này chứ không thôi hả? Nói tôi nói riết rồi tôi thành khùng. Tôi nói con mình tôi. Nó ghê lắm, trời đất, một cái hạt cát hả? Mà mình thấy ở đây nó kinh khủng lắm. Chứ không phải như một cát như mình tưởng đâu. Quý vị thấy mình là cát thì mình tưởng là mình đã sai, quá sai trong cái sai của cái sai ban đầu là mình chấp ngã. Cho nên cái ngu đó nó làm cho mình khu biệt, mình thấy có chiếu siêu mà mình không có thấy. Mình nói là cát không phải, trời ơi, nó biến khắp cả cái vũ trụ này trong một cái sát na. Nó biến còn, biến mất và năng lực của nó đó, chúng ta phải dùng từ năng lực, nó có đủ sức để có thể thay đổi tất cả mọi thứ vật chất ở trong cái vũ trụ này. Hạt cát á, nó có cái năng lực đó đó, chứ đừng có nói là cái ông thánh, ông thần gì hết trơn, không phải là mình gì hết trơn á. Bao nhiêu cái mặt trời, mặt trăng nó muốn còn, nó muốn mất là trong một cái sát na là hạt cát đủ sức để có thể làm chuyện đó, quý vị tin nổi không? Nó là vật vô tri theo cái nghĩa của mình, đúng không? Nhưng mà năng lực không bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cho tới giờ phút này mà mình cái sai lầm dẫn tới cái sai lầm mà mình chấp trước, rồi mình thấy có kẻ thấp người cao, rồi mình khinh cường cái này khinh thường cái nọ, những hạt cát mình dẫm dưới chân nó là một cái gì nó thấp thổi nữa. Thì không có, không có cái gì thấp thổi đâu quý vị ơi. Quý vị đừng có bao giờ tưởng tượng, không có cái gì thấp, không cái gì nó cũng vi diệu, cái gì nó cũng kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Tôi nói hạt cát nó đủ tất cả những cái quyền năng vốn có của một cái vũ trụ sáng chế mênh mông này. Nó có thể sáng chế ra cả cái vũ trụ này nè, quý vị tin không? Một cái hạt cát á, cái năng lượng nó như vậy đó. Bây giờ tôi có những cái thấy trong giai đoạn này mà tôi không biết là tôi nên nói hay là không nên nói, đó là một cái sự thật á. Những cái tôi nói nó vượt quá đi với cái tưởng tượng, nó vượt quá đi. Và mà tôi nói là tôi nói bằng tất cả những cái thấy biết thật của mình nha. Mà rõ ràng là cái thấy biết này tôi nói thưa là một lần nữa, nó không phải là của tâm thức, nhưng mà nó là một cái sự thật đang có, đang diễn ra trong cái vũ trụ mênh mông biến thiên vĩ đại vô cùng vô tận này. Không có cái gì không vĩ đại, không có cái gì không vô tận, vô biên, vô cùng. Đây là một cái sự thật, chứ không phải là tự tánh là mênh mông là trùm chứa, không phải như vậy. Không phải tự tánh mà là hạt cát, là tất cả mọi thứ mà mình đang thấy đang biết ở đây nè. Không phải đang thấy đang biết mà cái khoảng hư không có những cái phân tử cực nhỏ mà nó đang lơ lửng trong hư không á, nó bay chơi chơi vậy á. Thì đối với cặp mắt của mình nó bay chơi chơi vậy chứ trời ơi, ông trời này ông ghê gớm lắm, ông có thể thành hình bất kỳ một cái gì, ông có thể làm tan biến bất kỳ một cái gì trong hư không vũ trụ này trong chưa tìm một cái chớp mắt của mình nữa. Nó ghê đến mức độ vậy đó. Cho nên cái loài người của mình nó là một cái gì nó mong manh thiệt á, nó dễ vỡ. Trời ơi, đừng có chấp vô đây dùm cái đi, đừng có chấp vô đây dùm cái để mà mình có một cái nhìn. Cái vũ trụ này nó hay lắm, nó kỳ dĩ lắm, nó đặc biệt lắm. Cái gì cũng vĩ đại hết á.
Bây giờ đừng coi thường bất kỳ một cái gì. Tôi nói là một phần tỷ của một cái hạt cát chia ra rồi, mà lấy một phần tỷ đó chia một phần tỷ, lấy phần tỷ đó chia phần tỷ, lấy phần tỷ đó chia phần tỷ, lấy phần tỷ đó nó chia phần tỷ, rồi lấy cái phần tỷ cực nhỏ của chia một tỷ 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 nó đi, thì nó trở thành một cái gì vĩ đại của cái vũ trụ này. Và nó thực sự vĩ đại như vậy, chứ không phải là tưởng tượng, như hoàn toàn không có chuyện này. Trong vũ trụ này, khắp cái vũ trụ này, cái nào cũng vĩ đại như vậy hết á. Cho nên quý vị chạm vô đâu, quý vị thấy cái gì, quý vị biết tới cái gì, thì quý vị đang ở trong cái cảnh giới vĩ đại vô cùng, vô tận, vô biên của cái Như Lai tự tánh rồi. Chỗ nào nó cũng vậy, chỗ nào nó cũng vĩ đại vô cùng, vô tận vậy hết trơn. Chỗ nào có khả năng biến thiên vô tận vô cùng hết á. Chứ còn nếu mà không có biến thiên, không có chỉnh đổi hả, cơ thể của mình không có được như vậy, đời sống mình không được như vậy đâu, cái cuộc đời của mình không được như vậy đâu, chúng sanh không có sinh sống được như vậy đâu. Tất cả đều là những cái sự biến thiên vô cùng vô tận của cái tự tánh đang diễn ra từng cái sát na một, kinh khủng lắm. Từ cái cõi mình á, từ cái cõi của mình, cõi mình thì nó quá nhỏ nhất đi, không có thể nào mà ví dụ được trong cái hư không vũ trụ này rồi. Vậy mà cõi của mình nó cũng ghê gớm, nó cũng biến thiên vô cùng vô tận, mà mình nhìn thấy nó quay 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 chỉ còn nguyên mấy cái cục quay 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 quanh mặt trời gì hết đó, rồi mình thấy cái kiểu mà ngu si của mình thôi, chứ còn tất cả đều là một cái sự kết nối câu thông hòa quyện với một cái sự mênh mông vô cùng vô tận, có khả năng ai có cái nào cũng khả năng biến thiên vô cùng vô tận hết á. Chứ không có cái nào mà nhỏ nhiệm. Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu về cái mà đang có trong pháp giới này. Cái nào cũng quá vĩ đại hết á. Cho nên việc tới lúc này là lúc mà mình phải dùng cái từ là cái gì? Phải ngậm miệng. Nó không hết được, nó không cùng được. Tôi nói là nếu mà tôi nói về một hạt cát á ha, mà cho đúng một cái thấy trong khoảng một sát na mà tôi thấy được á, tôi có thể nói về một hạt cát đó, nói từ sáng cho tới chiều, từ chiều tới sáng, nói tới 8.000 kiếp sau tôi nói chưa hết cái chuyện của một hạt cát tôi thấy thôi. Một hạt cát thôi, chưa nói tới cái chuyện khác. Mà nó là những cái gì, nó vĩ đại, nó mênh mông, nó kỳ dĩ, nó vi diệu, kinh khủng, chứ nó không phải là cái chuyện hạt cát của một hạt cát bình thường. Cho nên mình nhìn thấy những cái hạt bình thường đó là mình thiệt là mình đã quá tội lỗi, đã quá sai lầm, mình quên gọi là cái gì? Cội nguồn, mình quên tổ tông. Mình bất kính đối với cái sự vĩ đại, kinh hoàng của cái hiện có. Tôi không biết hiện có là cái tên gì, nhưng mà không có cái gì nó thường hết đó quý vị ơi. Không có cái gì bình thường hết á. Đừng có bao giờ coi thường với bất kỳ một cái điều gì. Tôi nói như là hạt cát mà đã chia, giống như nãy đó, thì quý vị cũng còn không bao giờ tưởng tượng nổi ra những cái điều kỳ dĩ của nó. Phải nói là kỳ dĩ, vĩ đại, mênh mông, kinh hoàng lắm. Thì chúng ta, nếu bây giờ mình chưa có hiểu được cái điều này thì nên phát khởi cái lòng kính trọng thật sự đối với tất cả mọi cái mà mình đã thấy, đã biết, đã hiểu, đã ghi nhận từ trước tới giờ, cũng như hiện tại giờ và trong tương lai, với đầy cái lòng thành kính đi, với đầy cái sự tôn trọng. Đừng bao giờ chúng ta có một cái bất kỳ một cái thái độ, một cái sự suy nghĩ nào coi thường với bất kỳ một cái điều gì là chúng ta tội lỗi lắm. Nó quá vĩ đại mà mình không bao giờ tưởng tượng nổi đâu. Quý vị không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Trừ trường hợp quý vị vượt ra ngoài tâm thức để một lần quý vị chạm trán một hạt bụi một cái rồi đó hả? Trời ơi, không có dùng ngôn ngữ để có thể nói được nữa. Hết rồi. Nó là một cái gì đó mà tôi nói là chỉ có nước là quỳ lại đảnh lễ tạ ơn Phật để mở được cái trí, để cho mình thấy được một cạnh, một góc nhỏ ở trong cái vũ trụ mênh mông kinh khủng như thế. Kinh khủng lắm. Một hạt bụi thôi đã quá quá kinh khủng. Mà mình từ trước giờ mình tưởng tượng bao nhiêu cái năng lực của vũ trụ này, nó hình thành giữa bao nhiêu cái mà đang có trong vũ trụ này, thì những cái đó trong hạt bụi nó có đủ hạt bụi, đủ chức làm tất cả những cái điều như vậy. Quý vị tin nổi không?
ngoài đủ sức để có thể tin nổi điều này hết á. Tin nổi điều này, tin điều này là hơi bị khó. Bởi vì trong suốt mấy cái ngày vừa qua, những cái lúc mà tôi ở một mình tôi nói có nên nói hay không, nói cho ai nghe trời. Ai nghe mà ai có thể tin nổi cái điều này? Không ai có thể tin, không ai có thể tưởng nổi hết trơn. Cho nên cái cảnh giới của chư Phật thì thiệt là không có ngôn từ nói được hết đâu quý vị. Không có từ ngữ để chúng ta có thể nói hết được trong cảnh giới trí tuệ sâu xa của Đức Phật, của chư Đại Bồ Tát. Quá quá kinh khủng lắm. Chúng ta chạm trán một lần, tôi nói là tôi ước mơ có ai chạm trán một lần, tức là có một cái người nào đó vượt ra tâm thức thật sự một lần, để họ có thực sự thấy được cái năng lượng vĩ đại kinh khủng của một cái hạt bụi, của một hạt cát ở trong hư không vũ trụ này, để thấy rằng cả một cái vũ trụ này đều là một cái gì đó nó vĩ đại thật sự. Cái gì cũng vĩ đại thật sự, tôi nói là cái gì cũng vĩ đại. Nó không bất kể một cái gì, không có cái gì mà không vĩ đại, không có cái gì không có khả năng hình thành tất cả cái vũ trụ này hết đó quý vị, tin không? Chứ không phải tự tánh hay sanh vô pháp, không phải. Cái gì nó cũng thành cái vũ trụ mênh mông nữa đó, cái gì nó cũng là cái vũ trụ mênh mông vĩ đại kinh khủng này hết đó.